Không, nhưng mà chỉ có mấy phút giây ngắn ngủi ở trên sân khấu thôi thì làm sao biết được là sẽ mang hạnh phúc đến cho nhau đến cả đời. Chàng trai suy nghĩ là đúng, chàng trai không bấm nút bởi vì chắc không đem hạnh phúc lại cho bạn gái là suy nghĩ đúng. Nhưng con cái là hồi nãy bạn cứ bật đèn xanh rồi tới lui rồi người mà ta tưởng. Bà nói quá trời nói luôn. Cô gái tưởng thiệt, tưởng đâu là bạn sẽ bấm, nhưng cuối cùng em quay xe đó. Đôi khi mình không thương người ta, mình đừng có để ta thương làm người ta tổn thương. Thôi, chuyện nó dĩ lỡ rồi. Xin chị người ta lum la. Chuyện dĩ lỡ rồi. Xin mời nhà gái. Mời cô gái ngồi. Mời em trai. Mời đi em trai. Xin chào anh Quỳnh Linh. Xin chào chị Ngọc Lan. Xin chào bạn nữ đặc biệt đang ngồi bên kia. Em là Hoàng Văn Cảnh, 32 tuổi. Hiện tại là đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Cảnh? Dạ, em làm bên ngành khách sạn nhà hàng. Khách sạn nhưng em làm gì? Là em giám sát bên bộ phận buông phòng. À, giám sát quản lý này kìa ha. Dạ vâng. Rồi, cũng làm sếp luôn chứ bộ. Rồi, mời bạn gái của chúng ta. Mình tên là Trần Thị Ngọc Diệp. Năm nay mình 26 tuổi. Hiện đang là giáo viên, làm tổng phụ trách đội và giảng dạy bộ môn hóa của trường cấp 2. Quê của mình là ở xứ Dừa, Bến Tre. Diệp ở Bến Tre là ở huyện nào Diệp? Dạ, con ở huyện Ba Tri á chú. Huyện Ba Tri? Dạ. Mình nói cho nhà gái biết ưu điểm, khuyết điểm của mình đi nè. Dạ, trước tiên em nói khuyết điểm trước. Dạ, cảm xúc và không biết uống rượu. Vì... tốt rồi đó. Không, em nghĩ là hồi xưa thì tốt, nhưng mà giờ em nghĩ không có tốt lắm. Sao vậy? Nhiều khi mình phải giao tiếp, giao lưu thì biết một chút xíu thì sẽ tốt hơn. Chút xíu thôi, không sao đâu, người ta cũng hiểu mà, không vấn đề gì nữa. Điểm gì mà mạnh nhất nè? Em nghĩ là em làm việc quyết đoán. Quyết đoán? Vâng, và khi làm việc thì em rất là nghiêm túc trong công việc. Rồi, mời nhà gái. Dạ, điểm mạnh của em là thường đó là biết không lắng nghe, vui vẻ, hòa đồng. Còn về điểm yếu của em thì em có một xíu hơi là khó tính. Tại vì em hơi cầu toàn một xíu á chị. Có về sống theo nội tâm nên là thiên về cảm xúc á. Cứ sống theo cảm xúc của mọi người rồi không có thương cho bản thân của mình. Nên là cũng nhiều khi hơi thiệt thòi nhẹ. Dạ. Hơi thiệt thòi này chị hiểu mà. Dạ. Rồi, nhà gái bên đây cũng đơn giản lắm. Nhà giáo cho nên sẽ có những cái nguyên tắc của ngành giáo dục. Cho nên là đâm ra là có những lúc nó sẽ hơi khó một chút xíu. Tao bên đây tao làm giám sát tao còn có nguyên tắc khó hơn nữa đó. Cũng không sao đâu. Bây giờ mình nói đường tình duyên trước đi. Em trải qua 3 mối tình. 3 mối đó hả? Vâng. Mối dài nhất là bao lâu? 5 năm. Yêu lâu rồi mình chia tay vậy? Thì khoảng thời gian đó là thực tế là em làm việc ở bên Macau. Phần nữ kia cũng bởi em cũng là tuyệt vời. Nhưng mà vì khoảng thời gian đó thì chắc có lẽ là vì thì suy nghĩ của em cũng chưa ổn định. Chưa ổn định. À thì cũng là một. Rồi bạn đó giờ còn Macau hả? Dạ, bạn đó đang ở Macau và hiện tại thì cũng đã có một người mới rồi. À, có người mới rồi thôi, bỏ qua luôn ha. Em ở Macau bao nhiêu năm? Em ở 7 năm. 7 năm ở Macau. Wow. Như vậy là có nhiều cái vốn sống lắm đây. Rồi, nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Chia sẻ cho chị Lan biết coi. Dạ, em tính từ lúc đi học đại học đến bây giờ là trải qua được 4 mối tình rồi chị. Vậy mà nãy bên kia ta nói ta 3 mối tình mà bả làm gì nè. Hôm nay thì em trải qua 3 mối tình. 3 mối đó hả? Vâng. Lúc mà học đại học ấy là em có quen một anh làm bên quân đội, nhưng mà chỉ kéo dài khoảng một năm rưỡi hơn thôi ạ. Dạ. Xong rồi anh chuẩn bị đi học quân y cho thành phố á. Dạ, nên rồi nên hai tụi em kiểu như cũng hơi xa cách lúc đó. Em còn học đại học nên còn hơi nhát. Dạ, nên là chưa có chủ động gì đi tiến xa với anh được. Dạ, nên đã gãy gánh từ đó. Một cái mối tình kế tiếp của mình thì mình mong muốn người đàn ông đó sẽ như thế nào? Dạ, em muốn bạn trai em là phải cao 1m7 trở lên ha. Chào 1m7, chào chị xíu. Chào nhà trai. Xém 1m7 rồi. Chào chị Ngọc Lan. Được 1m7 không? Xém thôi. Xém hả? Chị xém được. Không sao, mang dài vô. Em thì không cần quá là đẹp trai, ưa nhìn là được. Dễ thương lắm. Dạ. Chị qua chị nhìn cái là chị thấy chị ưa liền. Dạ. Với lại là tính cách thì phải có một xíu tâm lý. Tại vì nhiều khi em thì sống tình cảm nội tâm quá. Nên là nhiều khi cũng khó có chia sẻ, nên là mong là bạn có thể có một chút gì đó tâm lý để em dễ mở lòng. Chị nghĩ bạn này có 7 năm thì em sống ở nước ngoài, sống với rất là nhiều người. Gì sống rất nhiều người? Không, ý là sống không với nhiều khai nha. Không, tức là cái môi trường mình được tiếp xúc với là nhiều người trong xã hội. Tiếp xúc với nhiều người chứ phải sống với nhiều người. Nhiều người ở nhiều nước khác, nhiều khi ở đó người ta chưa sống với ai hết. Mình ở chung với lại bạn rồi sao, một tập thể sao? Ôi, mình nó nhạy cảm, khó hiểu. Thì tôi nói hơi khó hiểu chút thôi, nhưng mà tôi nghĩ ông hiểu mà. Không, phải để nhiều người hiểu. Thì tôi biết là nhiều người hửi mà hiểu. Hửi là... hửi là sao? Nhiều người hửi sao mà hiểu. Ai hửi ai? Được chưa? Bây giờ mình thích người phụ nữ thế nào? Thì nhạc của em là đạo đức. Đạo đức. Chỉ cần một cô gái lương thiện, biết trung thủy, như vậy là em đủ. Vậy thôi đúng không? Đúng rồi.
quá đơn giản, ai cũng chung thủy, vấn đề do người đối phương gọi là vô tình làm người ta không chung thủy thôi. Nhà gái đi với ai cơ? Dạ hôm nay em đi với chị và em của em. Dạ chào chị. Chị ruột ha? Dạ chị ruột ạ. Mẹ thấy chị dễ thương không? Là xin chào chị. Thấy chị nổi ghê không? Dạ xin chào MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan. Chào chị. Chào anh chị Vinh Bảnh và chào tất cả khán giả ở trường quay. Em tên là Trần Thị Kiều Diễm, là chị của Ngọc Diễm. Dạ chị thấy em rể tương lai này thấy được không? Về cái cảm nhận đầu tiên của em thấy là bạn rất là vui vẻ, cái kỹ năng sống rất là tốt. Rồi về những cái yêu cầu của em gái em thì em thấy là bạn cũng có khả năng là đáp ứng được rất là tốt bạn. Thì có yêu cầu gì thêm không? Dạ cái đó thì em gái em hài lòng là được. Cảm ơn chị. Trai mình đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái và em rể của em ạ. Trước tiên thì em xin chào MC Quỳnh Linh với MC Ngọc Lan ạ, là gia đình bạn gái chị bên này thì em thấy là rất là hợp gu với anh trai á, tại vì anh ưa rất là thích một người nhẹ nhàng, nên thấy chị là rất là dễ thương, nhẹ nhàng. Nếu mà chị quen anh thì anh rất là tuyệt vời, tại vì anh rất là người rất là tâm lý, anh rất là biết chiều bạn gái, rất là ga lăng. Anh là một người rất là thương gia đình, với bố mẹ, ông bà, với em gái cũng vậy. Thì em nghĩ một người thương gia đình chắc chắn là thương bạn gái và thương vợ của mình, nên em vẫn hy vọng là nếu được thì hai anh chị cho nhau một cơ hội đi tiếp. Cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn nhà trai, cảm ơn nhà gái luôn. Nhà trai nhà gái hôm nay tuyệt vời quá. Bây giờ sao? Bây giờ mở rào thôi. 2, 3. Mở rào. Tấn công. Chào em. Dạ cho anh ạ. Wow. Mặt khác rồi. Dạ hôm nay thì em có món quà gửi đến anh ha. Dạ. Trong đây là em tặng anh cuốn sách, và cuốn sách có tựa đề là Mọi nỗ lực và chờ đợi của bạn đều có ý nghĩa. Thật là trùng hợp anh cũng có cuốn sách cho em. Cuốn sách của anh là Tin bình yên trong gia đình. Sau này nếu mà có cơ hội chúng mình đi cùng nhau thì em sẽ là một người tốt. Dạ rồi. Anh cảm ơn rất nhiều. Dạ em cảm ơn ạ. Nói về cảm xúc đầu tiên của anh khi nhìn thấy em đi. Em là một cô gái rất là xinh. Dạ em cảm ơn ạ. Nhẹ nhàng. Dạ. Còn về anh thì anh thấy thế nào? Dạ khá là vui vẻ nè. Như là chị đã chia sẻ, anh là một người sống khá là tình cảm. Thì em cũng lựa chọn và muốn bạn trai của mình cũng là một người mẫu người như anh. Cảm ơn. Dạ. Thì hôm nay đợi đây chương trình thì em cũng rất là vui. Gặp em là vui rồi, có duyên thôi. Cũng là duyên ha, là món quà mà chúng ta chọn đều là sách. Dạ. Nên là thấy sự đồng điệu giữa tâm hồn của em và anh. Hai bạn tính hẹn hò sao? Bạn thân anh thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi được, vì anh cũng không có vướng bận gì, cũng có thể về Bình Tre hay là bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Với công việc của anh thì một tuần thì mình có thể xuống gặp em được bao nhiêu lần? Hàng tuần thì anh cũng có một tuần anh được làm được nghỉ 2 ngày. Yeah. Nếu mà có cơ hội thì xin thêm 3 ngày thì anh cũng nghĩ là sẽ dễ dàng thôi. Yeah. Do phương tiện cũng rất là thuận lợi rồi. Anh cũng là lập nghiệp ở thành phố luôn ha anh? À đúng rồi, thì anh định hướng là anh sẽ ở miền Nam lập nghiệp. Sinh sống là ở đây luôn. Chắc chắn. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Về miền Bến Tre thì em đẹp lắm. Vâng, em đã từng về đó. À từng về hả? À. Vậy thì bữa nào về đi. Em muốn về luôn được không? Em muốn về luôn được không? Hỏi bên kia. Hỏi bên đây chứ đừng hỏi bên kia. Bên kia hỏi tôi đi về liền luôn à. Rồi em có thể mời anh về Bến Tre nhỉ? Dạ, nếu được thì về cùng em. Chị gái cho em cho phép em về không? Bạn gái á, ví dụ như bây giờ mình đặt cái trường hợp đi, tụi mình đến với nhau thì bạn gái có lên thành phố Hồ Chí Minh với em hay không, và lên thành phố Hồ Chí Minh em có đủ lo cho vợ cho con này kia không, em đã chuẩn bị gì rồi cho hôn nhân mình rồi, nói cho bạn gái biết đi. Em cũng có tích cọp từ một phần nào đó, anh mua được một miếng đất nhỏ nhỏ. Chúc mừng em, có đất là có nhà, mua nhà có thì mua đất trước đi cho nó khỏe, giờ có vợ thôi xây nhà luôn. Ổn chưa? Còn chuyện còn lại của em, tiến tới. Đấy, tiến tới nói chuyện với cô gái đó, nắm tay cô gái nói. Chắc phải tay nắm tay em để cảm nhận được, được không? À dạ được. Hai tay, không phải bắt tay, nắm hai tay. Rồi hát cho cô gái nghe bài đi rồi nói chuyện tiếp. À hát, thì những chương trình đấy thì em xin hát tặng bạn gái, hát Người Tình Mùa Đông. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mai vẫn hay đi về, vẫn mưa rơi trên đường thầm thì, vì đâu mưa em không đến,
Đường vào tim em mây giăng kia, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hát hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm cho ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay. Hay. Trời ơi, hát vậy mà kêu hát không hay. Hay mà. Cô giáo ơi, mình đã hát lại một bài với nhà trai. À dạ, thì do em là giảng dạy bộ môn hóa học nên là em sẽ dùng về bộ môn hóa để gửi đến anh. À, thì anh có biết anh và CH4 khác nhau chỗ nào không? Chắc anh cần em giúp đỡ. Dạ, CH4 thì người ta gọi là metan, còn anh thì mê em. Đứng đây. Dạ. Hai đứa nhìn thẳng mắt nhau, em thấy người đối diện thế nào? Em nói hết bằng cả cái tấm lòng của mình đi. Lúc đầu cái chuyện của em là không có quen bạn xa. Dạ. Nhưng mà khi mà thấy anh chia sẻ là có thể sắp xếp được công việc xuống thăm em thường xuyên, đặc biệt là biết lo lắng về chăm sóc gia đình, thì em cảm nhận thì mình cũng nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau ạ. Như mọi người đều biết thì em cũng là một cô gái rất là tình cảm tuyệt vời, thì sau chương trình này thì hy vọng anh sẽ gặp em thường xuyên ha. À, dạ. Mời hai bạn về chỗ. Các bạn đã nói tất cả những gì mà còn suy nghĩ rồi. Bây giờ mình phải quyết định thôi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta bấm ngay cái nút đó nếu chúng ta thấy thích. Còn nếu chúng ta thấy không thích, không cần bấm. Chị nghĩ là với những chia sẻ vừa rồi của hai bạn thì chắc hai bạn không cần phải suy nghĩ nữa đâu ha. Nên chị đếm sẽ rất nhanh thôi. 1, 2, 3. Hết thời gian. Em không bấm. Vâng. Trời đất, cái gì vậy? Khó hiểu quá vậy. Tại sao vậy em trai? Trước tiên thì anh cảm ơn em đã đến đây. Sau đó thì anh cũng rất xin lỗi tới em. Sau chương trình này thì anh vẫn muốn chúng ta có thể liên lạc với nhau, có thời gian tìm hiểu gì đó. Nhưng mà thì về cái chuyện tình cảm nó cả đời, nên cho anh chút thời gian để suy nghĩ và tìm hiểu kỹ hơn. Thì mình có thể liên lạc với nhau, anh chị nó có thể trò chuyện. Em không bấm nút và lấy gì người ta cho em thời gian để mà tìm hiểu người ta? Thì có thể bắt đầu từ một tình bạn trước. Tôi đàn ông, tôi còn chưa hiểu đàn ông nữa. Bấm nút nếu mà em không thể mà mang cho bạn hạnh phúc cả đời thì thực ra là em làm dáng dở bạn, thì mong em hiểu. Không, nhưng đúng mà lắm. Chỉ có mấy phút giây ngắn ngủi ở trên sân khấu đó thôi, thì làm sao biết được là sẽ mang hạnh phúc đến cho nhau đến cả đời. Chàng trai suy nghĩ là đúng. Chàng trai không bấm nút bởi vì chắc không đem hạnh phúc lại cho bạn gái là suy nghĩ đúng. Nhưng con cái là hồi nãy bạn cứ bật đèn xanh rồi tới lui rồi người mà ta tưởng. Bà nói quá trời nói luôn. Cô gái tưởng thiệt, tưởng đâu là bạn sẽ bấm, nhưng cuối cùng anh quay xe đó. Đôi khi mình không thương người ta, mình đừng có để ta thương làm người ta tổn thương. Thôi, chuyện cái gì lỡ rồi. Xin chị người ta lum la. Chuyện gì lỡ rồi. Thì bây giờ cái cảm xúc em cũng thực ra là chưa toàn vẹn lắm. Thì bây giờ nếu mà em cứ bấm thì thực ra là em cảm thấy có lỗi về bạn. Đúng. Rồi thôi chị cho em một lời khuyên nè. Ví dụ sau này em đến với một cái mối tình nào, hoặc là em muốn tìm hiểu một cô gái nào đó, em cảm thấy là chắc chắn là em muốn tìm hiểu người ta, thì em hãy nói với người ta rằng là ừ anh muốn tìm hiểu em. Chứ còn nếu mà em chưa muốn, em chưa sẵn sàng về việc đó thì em cũng không nên nói với người ta quá nhiều. Vậy thôi nha. Mình bật đèn đỏ luôn. Đúng. Mình nói là thôi anh cảm thấy người ta đi cái mình bật đèn đỏ bất ngờ người ta. Có té tội nghiệp người ta vậy. Mày thôi. Mày phạt chết em ơi. Thôi bây giờ thì các bạn nhận quà của chương trình nha. Ây. Người ta gọi là một sự quay xe bất ngờ. Ông này ông chạy xe ngoài đường tôi kêu mang bắt. Là đứa vậy? Tôi báo mang bắt chạy xe của này là không được. Có đôi khi bạn ấy thắng gấp mà quay xe của này là xe đừng gây tai nạn thôi. Nhưng thật ra bạn ấy suy nghĩ đúng. Tôi không thể đem hạnh phúc cho bạn thì tôi không bấm thôi. Nhưng tôi không đồng ý cái diễn biến trước đó. Đúng rồi, cái diễn biến trước tôi đó. Tôi nóng thôi. Tính. Ngồi sai sai chút xíu thôi. Tôi đứng ở trên đây là để tôi bảo vệ người phụ nữ. Đại diện nhà trai xin lỗi nhà gái. Rồi, để coi cái số sau này là nhà trai có chuộc lỗi được hay không. Tôi lỡ quay xe rồi thôi, là như vậy. Mời khán giả tới với cặp đôi số 2 đi. Vậy đi, cặp đôi thứ hai bắt đầu. Mình là
là Thúy Kiều, hãy tìm mình trên Speakable nha. Có một bé trai 28 tuổi. Hả? 28 tuổi hả? Trời ơi, con lớn dữ ta. Có một cháu gái 19 tuổi, con gái theo mẹ luôn. Sống một mình thuê trọ. Ví dụ như bên đây muốn về nhà, bên đây ở được không? Ở thì được, tại vì nhà mình có tới 2-3 căn. Trời ơi, ngon lành. Nhà trai cẩn thận. À, bên đó nhà tôi. À quên quên, lộn nhà rồi. Cái sang bắt quàng làm họ cũng hơi kỳ. Tôi nghe nhà 2-3 căn, cái tôi ban qua. Đó, đúng không? Nhà. Mời nhà trai. Mời nhà gái. Rồi mời anh giới thiệu về mình đi anh. Tôi tên Lâm Đức Nhỏ, tên thường gọi là Đức. Năm nay 50 tuổi, sinh sống và làm việc tại Bình Chánh, Hồ Chí Minh. Làm nhân viên thủy sản, đóng thực phẩm, đóng gói. À, đóng cái mực rồi cá này kia đúng không anh? Đúng rồi. Rồi, mời nhà gái. À, xin kính chào anh Quyền Linh, thân mến, đang dễ thương. Dạ. À, quý vị khán giả, mình tên là Lê Ngọc Diễm, 52 tuổi. Công việc của mình thì hiện là buôn bán tại nhà. Là mình đang ở đâu ạ? Mình đang ở là ấp 1 của xã Sơn Thế Thượng, huyện Hóc Môn. Ủa, bên đó mình sinh năm mấy vậy? Năm 70. 70? 9-70 vậy. Anh là anh sinh năm mấy? 72. À, 72. Bên kia là lớn bên đây 2 tuổi, mình có thấy sao không anh? Không có vấn đề gì. Không vấn đề gì đúng không? Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. À, dạ chị. Cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi, đứng đây cho nó nghe rõ hơn. Thì vui vẻ, hòa đồng, thẳng tính, thích giúp đỡ cho những người khó khăn. Hay quá. Còn nhược điểm thì hơi nóng tính. Nóng nhất mình làm gì? Nóng quá im tinh nè. Còn giống như đang nóng mà nói gì được thì cứ nói. Cái mình cũng nói to là sao thế này thế kia để cái gì đó. Nhưng mà cái đối phương mà cứ nói nhiều quá thì mình cứ im luôn. Nếu vậy cũng còn kiềm chế được. Đúng rồi, vậy là chỉ kiềm nhưng chế. Nhưng mà im luôn thì một lát sẽ nói rằng là dù như mai mốt là đừng có như vậy nữa. Khi mà tôi im thì bạn đừng nói nữa hay là anh đừng nói nữa. Nói rồi nó không có thêm chuyện á. Còn mình ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của tôi là vô vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, không biết thuốc, không biết uống rượu. Khuyết điểm thì có làm việc hơi chậm thôi, chứ ăn cơm hơi chậm thôi. Ăn cơm chậm à? Ăn cơm bao lâu? 25-30 phút vậy. Nhai kỹ. Nhai kỹ thôi, nhai kỹ ngon lâu. Chị Diễm, chị bao nhiêu mối tình rồi? Thì nói chung này là mối tình thì không có đâu, nhưng mà có đổ vỡ hôn nhân. Có một bé trai 28 tuổi. Hả? 28 tuổi hả? Trời ơi, con lớn dữ ta. Chào anh. Chào anh Sư Chị Bạch Lan. Em xin phép em qua nhà em trò chuyện với anh. Hiền khô à, nguội tính nữa. Nguội gì lắm anh? Bây giờ làm chung la la lớn rồi, mình hơi mình nhịn rồi, không có cãi lại. Vậy là khỏe, bên kia la thoải mái. Bên kia cũng la nữa, giận bực lên thì nói lớn tiếng không? Thoải mái. Ừ. Bên đây nhỏ nhẹ vậy hoài đó. Anh, mình bao nhiêu mối tình rồi? Có một mối tình ly hôn rồi. Dạ, vậy là cũng giống chị em ha. Có một cháu gái 19 tuổi, con gái theo mẹ luôn. Anh có hay gặp con không? Không có gặp nữa, chỉ có điện thoại thôi. Bao lâu rồi chưa gặp con anh? 2 năm mấy rồi. Sao không gặp? Sao ở xa quá hay sao anh? Mẹ không cho gặp. Như nói ở Bình Dương gì đó mà mình cũng không biết địa chỉ luôn. Mất liên lạc từ xưa giờ luôn hay là chỉ mới mất đây thôi? Thì từ mà ly hôn nó bắt đầu mà mất liên lạc luôn, chặn cuộc gọi luôn, không có cho gọi nữa. Anh ly hôn lâu chưa? 2 năm rưỡi. Nói chung là hai anh chị là đã lỡ một chuyến đò rồi. Dạ. Bây giờ mình đến đây để có thể nếu mà tìm được người bạn tri kỷ tri âm cùng nhau gọi là xây đắp một tổ ấm á. Yeah. Thì chắc chắn anh chị đã trải qua những cái đồ vỡ hôn nhân, anh chị sẽ vững vàng hơn. Yeah. Hiểu hơn ha. Yeah. Rồi hy sinh với nhau nhiều hơn. Mong muốn anh có một người bạn gái nó như thế nào? Vui vẻ, hòa đồng, vui bên kia. Vui chị dễ thương lắm, chỉ lúc nóng lên không vui thôi. Với thật lòng, đừng biết uống rượu gì quá thôi. Ơi đây đâu biết uống rượu đúng không? Liên lon gì đó thì chơi với bạn bè thì vậy thôi, vui thôi mà, được. Ngoại hình thì cao 1m6 trở lên, 5-60kg cũng được. Ảnh thì anh miêu tả những cái chi tiết chị là hơi bị ổn rồi đó. Bây giờ vấn đề là mình muốn cái người đàn ông cùng mình đi suốt cuộc đời nè, như thế nào? Thì muốn anh ấy là giống như vui vẻ, hòa đồng, biết yêu thương gia đình. Một chút cầu tiết nhỏ nhỏ theo cái tuổi của mình á, cái bờ vai phải vững để cho mình chia sẻ. Anh này thì nãy giờ Linh thấy anh hiền, thật thà, làm việc hơi chậm chút, em có nói. Nói chuyện cũng hơi chậm. Chắc cũng không đổ đâu. Vừa cũng chắc đó, anh đang ở với ai? Sống một mình, thuê trọ. À, nhà trọ hả? Mình có nhà dưới quê không? Có, nhà của bà già, má. Ví dụ như bên đây muốn về nhà, bên đây ở được không? Ở thì được, tại vì nhà mình có tới 2-3 căn. Trời ơi, ngon lành. Ê, nhà tôi có 2-3 căn nữa nha. Nhà trai cẩn thận. À, bên đó nhà tôi. À quên, lộn nhà rồi. Về nhà là đi bà. Dạ, ừ, thấy sang bắt quàng làm họ cũng hơi kỳ. Tôi nghe nhà 2-3 căn, cái tôi ban qua. Đó, đúng không? Nhà cửa thì cũng duyên số rồi.
trời đã định đâu rồi, người có nhà người có nhà, người có số điền chủ mà. Đúng rồi, quan trọng là mình cố gắng nỗ lực trong cuộc sống được rồi ha. Chị đi ra vậy? Hôm nay đi con mình, con trai đi công tác. Có Ngọc Lan chị an tâm. Anh trai đi với ai? Đi với em họ. Em xin chào MC Huyền Linh và MC Ngọc Lan. Đức hiền quá hả? Dạ anh hiền, không có biết đường đi nữa cho nên là nhờ em dẫn đi á. Trời ơi. Anh cứ đi làm không à, anh không có uống cà phê hay là quen với một cái người nào ở ngoài chứ. Lúc trước á thì ảnh lên đây sống với vợ, rồi sau đó vợ ảnh mới dắt con đi, rồi ảnh sống rồi thủi một mình ở Bình Chánh thôi. Ảnh có chuyển tiền mỗi tháng á thì nói chuyện qua Zalo thôi, hỏi ảnh có thấy con không, nói thấy mặt thôi chứ anh không biết con anh ốm hay là mập nữa. Rồi vợ thì chặn cuộc gọi, không có nói chuyện, ảnh hiền lắm. Rồi, vậy chắc rồi. Là chị là người đăng ký cho ảnh tham gia chương trình hả? Đúng rồi, đăng ký cho ảnh không có biết đâu. Thật ra hiền là cũng tốt rồi, nhưng mà mình cố gắng mình mạnh mẽ lên nữa, mình giao tiếp nhiều hơn nữa. Để cho người phụ nữ đó là họ có thể yên tâm về mình đó. Đúng rồi, vợ thì thích lãng mạn lắm, mình thì không có đáp ứng được. Phụ nữ cũng thích lãng mạn lắm, mình cố gắng lên xíu, gọi là mạnh mẽ hơn chút xíu nữa. Hồi nãy chị mới nói rồi, anh muốn lãng mạn phải mạnh mẽ lên mới lãng mạn được. Chị nhưng mới mà, nói xong. Nhưng mà theo Linh á là chị gái bên kia à, về chủ động hết đi. Ngoài người vợ ra người thầy về tình yêu hay gì đó chẳng hạn. Tại vì không ai chỉ thôi. Chứ giờ vợ chỉ là phải làm theo không anh? Đúng ha? Bây giờ mình nói như vậy để cảm nhận thôi, bây giờ mình mở rào. Đúng rồi. Để cho hai người trò chuyện thẳng với nhau đi. Mở rào. Mời anh. Anh chào em, anh có món quà tặng em. Em chào anh, em cũng có món quà. Hát bài tặng liền, hát bài tặng liền. Bây giờ nói không được, hát bài trước đi. Đứng nó hát cho chị nghe luôn, đứng sát bên đó. Giờ xin hát bài 60 năm cuộc đời. Mời em nhảy chung được không? Đứng lên luôn đó. Bắt đầu tình yêu vô rồi đó, mạnh mẽ rồi đó. Em đứng em nghe được rồi. Em ơi, có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời. 20 năm đầu sung sướng không bao lâu. 20 năm sau phào dương xa vời vời. 20 cưới là bao ơi là thế, đời sống không là bao ơi là bao, đời không lâu là thế ơi, được bao năm sống mà yêu nhau. Em ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời. Khi xa anh rồi em biết yêu thương ai, nên khi yêu ai thì yêu cho tròn lời. Em ơi cưới là bao. Đúng không, đúng không? Dễ thương quá. Đúng không, đúng không? Thấy đúng. Dễ thương lắm á. Chị thấy sao chị? Có hài hòa vui vẻ. Nhưng mà không biết thì cái sự mạnh mẽ của anh nó được bao nhiêu. Thiếu nhiều lắm. Anh thấy em cũng thấy cũng hiền, cũng dễ thương. Em không có hiền đâu nha. Mà sao anh nói là anh hiền quá, anh hiền sao mà chị lại không muốn sống chung với anh là sao vậy? Như lo làm không á, vợ mình thích lãng mạn á, mình không đáp ứng được. Cũng như hay đi ăn uống này kia đi đó. Anh đi làm chiều anh cũng về mà. Làm về mệt anh làm mí đi đâu lắm. Thích thì ở trong nhà nhiều hơn. Thì sau này anh thí dụ gặp người mới anh rút kinh nghiệm lại. Đúng rồi, câu này hay nè. Nãy giờ anh chờ có con chồng nhỏ nhỏ đó hả? Đúng rồi, chờ câu này thôi đó, giờ mới hiểu ra đúng không? Hôm nay mình tặng cho chị gái gì vậy? Chai dầu thơm. Lần đầu tiên tặng quà cho một người khác á đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Em thấy anh mặc áo sơ mi nó cũng hợp á, em tặng cho anh cái cà lạ vát thôi để em xin phép được. Nhưng mà cái này em cũng biết cắt nha, em chỉ hoàn cho anh để cho anh cảm nhận rằng là Diễm sẽ có tặng cho anh một cái món quà để gọi là trên vai anh đó, là luôn luôn có một người bạn gái đó là em đi. Trời ơi, cái người ta phụ nữ ta lãng mạn chưa thì có để yêu thương. Đúng rồi, trời ơi cũng được rồi, cũng hợp với cái áo này chứ. Đẹp quá, rồi các bạn ơi, mở là mở cho dầu thơm. Em mở cho dầu thơm. Anh mở cho dầu thơm nha mà. Anh mở cho dầu thơm nha. Thử em có thích mùi này không? Nhẹ nhàng mở cho dầu thơm, xịt nhẹ nhàng hỏi cái hương này nó có hợp với em không. Nhẹ nhàng à, cái màu giống áo ra giống áo luôn đó, biết xịt không? Từ từ có chuyện xịt từ xịt xịt được đâu, xịt đâu vô da vậy hả? Đi xịt vô đâu nè, dán tóc lên, dán tóc lên đây nè. Em nghe mùi dán cái tóc nhẹ nhàng, xịt vô cổ nhẹ nhàng vô. Đúng rồi, nhẹ thôi rồi. Nhẹ nhàng thôi, xịt mà ông gãi như này chưa lần nào đúng không? Chưa. Đó nó là như vậy nha, đây lần đầu tiên và có nhiều lần nữa. Ví dụ như qua hẹn đi chơi nó
Em đừng có xịt dầu thơm để anh xịt cho. Đầu dán tóc nhẹ nhàng, xịt nhẹ nhàng lên giống như nãy vậy đó. Được ha? Ừ. Cái hiền thì ai cũng cũng chuộng. Nhưng mà mình hiền với cái mức độ của người đàn ông thôi, chứ không phải là quá hiền. Dạ, thí dụ như gặp một người nào đó, người ta gây gỗ với vợ anh thì anh làm gì? Ví dụ đánh vợ thì mình phải ra tay chứ. Chưa lần nào đúng không? Chưa. Đó nó là như vậy nha. Đây là người đi. Cái đó mình cũng chưa biết. Chắc để cho đi luôn quá. Mình phải chắc để cho người ta dẫn đi luôn quá. Mình phải điều tra hỏi lại kỹ càng mới được. Hỏi gì rõ ràng là có một người là trong xóm mà đang tấn công. Bởi vì anh vậy đó thành ra hả? Chị giận anh chị đi được phải rồi. Ít ra anh phải giờ anh không biết đúng sai mà anh thấy có ai dây thì anh phải nói lên, anh phải lên tiếng liền mới được chứ. Thôi bây giờ anh hiền quá. Thì cái này mà về mình chủ động hết đi. Thật ra anh sẽ làm được hết á. Vấn đề là chưa có ai chia sẻ với anh thôi. Hồi nãy là anh đã hát tặng cho chị một bài hát rồi, bây giờ chị có bài hát nào chị tặng lại cho anh không? Mình hát trong một đoạn đầu của bài Chim Trắng Mồ Côi thôi. Tình anh như nửa con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, anh cánh cò em chim sáo mồ côi. Phù sa dung đắp chia đôi bờ, anh bên bồi em bên lỡ chờ mong. Anh ta cũng hay rồi. Hai anh chị ai hát cũng hay, rất là hợp với nhau trong cái khâu văn nghệ. Cái mà em muốn hỏi anh thì ví dụ như em thấy anh quá hiền, thì anh có thể thay đổi là anh mạnh mẽ thêm một chút, để em tin tưởng rằng là bên em có một cái bờ vai của người đàn ông, để mà em có thể dựa cùng cái bờ vai đó để chia sẻ cho cái khoảng đời còn lại của em. Được không? Được. Anh cố gắng thay đổi được. Bây giờ chúng ta quyết định thôi. Là cứ bấm nha, không cần gì cả. Bắt đầu. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 1 2 3 Hết thời gian. Chị không bấm. Chị không bấm. Bấm đi. Ồ, chị đã thay đổi. Cảm ơn chị. Chúc mừng anh chị. Thật ra nè, anh ấy là người rất là tốt á. Mà Linh nghĩ rằng chị có thể thay đổi được. Cố gắng cho anh một khoảng thời gian nào đó để anh thay đổi và hoàn thiện bản lĩnh của đàn ông. Thì nói chung thì em cũng hy vọng là như vậy nên thôi em cứ cho nhau một cơ hội. Anh cố gắng lên nha. Được rồi, anh cố gắng. Cơ hội đó khó tìm một người giỏi giang thế này lắm đó nha. Đi tự chạy lên ha, Google nó chạy gì phải không? Dạ. Rồi, ok.
À, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Em vui vẻ và đầu không biết đâu anh. Ừ. Rồi điểm yếu là nhát gái. Nhát gì lắm này. Dạ. Rồi ngồi đủ quen rồi dám mời ta đi ăn không? Dám chở ta đi không? Dạ. Có mấy cái bỏ điểm. Con cái này. Trời ơi, mình đi lên thì ra cái đêm đeo cái chứ. Dạ, em vui cái gì đâu. À, vui cái gì đâu ha. Mình dễ thương quá à. Rồi, chào em gái, em tên là gì? Dạ, em chào chị Cát Tường. Dạ. Em tên là Nguyễn Thị Hồng Thấm. Em sinh năm 1984. Hiện tại công việc em là kinh doanh. Em làm ngành quảng cáo. Ừ. Dạ. Em kinh doanh là bán hiệu in ấn. À. Dạ. Thấm là quê đâu? Dạ, quê gốc em thì là Đắk Nông. Hiện tại em ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy? Dạ, em ở Hóc Môn. Hóc Môn. Dạ. Đi Hóc Môn hả? Có chưa có kinh doanh không? Dạ, cái số. Biết Hóc Môn không? Không biết. Ảnh ở dưới Tiền Giang là ảnh không biết trên này đâu. Rồi, nhưng mà thật ra là gần lắm. Ở Hóc Môn, quận 12 nha. Dạ. Mà đi qua bên cái chỗ đi vô gọi là... Cái giáp giáp lên dưới 12 với lại Hóc Môn. Đó, thì đi qua cái tóc cái là tới Mỹ Tho hay là nửa cái tóc hay là em là đường dẫn vô cao tốc. À, đường dẫn vô cao tốc là tới à. Dạ. À, dạy là nếu mà trong phần thành phố mà dù như chị từ Gò Vấp mà chị qua quận 7 đó là đi bình thường là một tiếng rưỡi. Dạ. Thì từ chỗ quận 12 Hóc Môn em mà đi tới chỗ ảnh cũng chừng tiếng rưỡi một hồi chứ không có nhiều. Dạ, nói chung là đi dạ đi cứ sau trong ngày cái đi tới là được. À, dạ, đi tới là được. Có ngại xa không? Dạ không chị. Cũng quan tâm không ngại xa không? Ngại. Mà có thời gian rảnh để đi không? Thì em cứ mình em nghĩ là à, cũng làm suốt tuần chủ nhật nghỉ. Rồi vậy cũng được. À, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì hay không? Dạ em thì điểm mạnh thì có thể là hiểu chuyện, còn điểm yếu thì chắc là hơi nóng tính. Dạ, dạ hay nóng tính là từ nóng trong công việc hay trong dạ. Trong công việc chị chứ cuộc sống thì mình cũng hòa đồng lắm chứ cũng không có ấy. Chỉ có trong công việc thì khi có những cái nó làm cho mình bực mình á, mình xử lý hoặc là mình nói những cái lời nó khó nghe. Có những cái tật xấu gì không hay là còn cái gì mình cảm giác bản thân mình chưa hoàn thiện? Dạ có hay thì được. Dạ có. Ví dụ như là có những cái tật xấu là hay quên, rồi nhiều khi là trong cái cuộc sống thì cũng có những cái mà mình thấy mình không có vừa lòng, như là mình cũng chưa có được cái này cái kia cái nọ gì kiểu vậy. À, hiện tại mình đang sống với ai? Dạ em đang sống với con. Em có một cô con gái và ba đứa con nuôi. Một gái ba đứa con nuôi nữa. Wow, rồi ai phụ chăm các con? Dạ các con cũng lớn rồi. Con gái của mình là bao nhiêu? Dạ con gái của em thì năm nay 11 tuổi. Rồi. Còn ba cháu kia thì cũng lớn rồi. Cháu lớn kia thì 22 tuổi. Cháu kế là 18 tuổi và bé nhỏ thì 8 tuổi rồi. Ủa sao con nuôi lớn hơn bà? À, dạ tại vì là con đó là con của một người bạn. Thì cô bạn đó đi làm xa và gửi luôn cho em để trông nom luôn. Là ba đứa luôn? Dạ. À là ba đứa một mẹ, mình nuôi một đứa ba đứa. Dạ. Mình làm người bạn luôn. Dạ. Nuôi lâu chưa? Dạ cũng được 3 năm rồi chị. 3 năm rồi ha. Dạ. Rồi giờ trong nhà vậy là có ai phụ mình không? Dạ không, tại vì các con cũng lớn rồi cho nên chúng nó cũng tự lập hết. Em cũng sáng thì đi làm, có bé nhỏ thì sáng thì cũng phải chuẩn bị quần áo rồi vậy. Các con thì cũng có tính tự lập hết. Còn gia đình mình, ba mẹ mình hiện tại ở đâu? Dạ hiện tại ba mẹ em thì ở Quảng Ngãi, à, miền Trung. Rồi, chút xíu mình sẽ tìm hiểu về cái tình duyên mình sao ha. Sau khi nghe câu chuyện của bạn nữ chia sẻ về tình duyên con đó thì có biết lại có suy nghĩ gì không hả? Mình nghĩ vậy, con gái cũng qua rất là người mình còn. Cũng có đất thương không? Em có chịu không? Chịu. Em có phụ nữ được không? Đúng hả? Gan dữ rồi. Bụng đứa con. Bụng đứa con á. Nói vậy thôi chứ con với cháu lớn tới hết trơn rồi. Dạ. Như là còn nghe là còn hai đứa nhỏ thì chị thành đi nha. Dạ. Đứa là con ruột 11 tuổi phải không? Dạ. Đứa một đứa con nuôi là 8 tuổi. Dạ. À, nhưng mà bên kia chắc là ba mẹ nó cũng mình coi dùm nuôi dùm thôi chứ cũng phụ không? Dạ nói chung là tiền học rồi thì mẹ có lo chút đỉnh thôi. Chứ còn nói chung là ăn uống mọi thứ là em lo hết. Rồi. Nhiều khi mẹ nó không gửi mình cũng lo luôn. Rồi. Dạ. Con của mình. Còn bên đây sao? Là tình trường sao? Kể nghe thử coi. Cô Hoàng mới tình. Ai mới tình? Tình trước là lúc còn 7 tuổi. Ừ. Cảm giác tự nhiên cô Hoàng có đây. Cô cưới cái cháu chồng. Đang hay nghe tự nhiên cháu cưới cháu chồng. Khi cái bữa đó nhắn tình muốn chơi cái bạn gái em cứ đi rồi. Ừ. Cái
vô lý vậy? Rồi sao? Vậy thì trước đó em quen, em biết người ta có mối quan hệ khác rồi đó. Người đó người đó đến em 4 tuổi. Rồi cái ông Hạ, cái người đó thấy mình muốn là cái tự như vậy. Tự bản thân đi lấy chồng, không nói em tiếng nào luôn. Ngày cái lúc đó cưới mới nói. Ông cưới, ngày của ông cưới. Cái em buổi đi chơi, người đó cũng dẫn tính đi rồi. Rồi cái nhắn tin lại. Rồi em buổi đó, cái là cái là nổi người ta, cái người ta nói là mai. Tại em là ý là tại vì nhỏ hơn ba cái đời, chia tay rồi mấy em nó cỡ. Rồi, có 4 tuổi rồi nó cỡ, gì biết nữa. Rồi có bạn bè nó cỡ, còn nhỏ mà cũng cho em. Tại em không chịu tiến tới nên tao mới đi lấy chồng khác, chứ tao lớn rồi tao phải đi chứ đúng không? Rồi sau đó, có tỉnh hai. Có tỉnh hai thì bạn gái tôi vậy là hồi nào nó muốn tỉnh hai là lên bao lâu rồi? Tụi em nghe cái đây em cỡ như thế nào? Hồi nào cũng là 36, 37 tuổi rồi. Rồi sao thì nói sao? Giấy nó như nói chuyện cái người dẫn nó cắt nguồn 3 lúc ngày tình. Hồi giờ là bạn gái nó có bộ khác đó. Người đó quen nhau, dẫn nhau, tắt má 3 bữa là có bộ đó. Không có, chứ thì sao? Tại cái tấm vậy á. Sao em biết chắc là không có? Không có, có đường ra nhà biết. Rồi cuối cùng sao chị ta? Vậy giờ nó mạng rồi, em nói ra những cái tự tự đi. Nếu như là quyền mà nó cũng không chịu luôn. Rồi em đi ta, em có nói bạn gái á. Em nói sao? Em nói cưới về cho đẻ em. Bạn gái nó không đẻ. Không đẻ thì em đi ra được. Lý do sao không đẻ? Thì trời, trời đẻ. Bạn nó có con chưa? Có con rồi. À, người ta có con rồi, người ta đã đẻ đổ lần rồi. Có con rồi, người ta muốn đẻ cho mình nữa. Rồi cũng chia tay luôn. Rồi, vậy cũng có mấy đứa con. Con nhiều tốt. Thôi, nuôi nổi em một con nhiều tốt. Ba đứa. Không có ba đứa. Bên này có 4 đứa rồi, ngày này cũng đẻ thêm mấy đứa nữa. Đẻ chắc 2 người mới được. 2 người mới được rồi hả? Rồi họ tự khổ coi. Ví dụ như 2 đứa mình mà có duyên lấy nhau đẻ, đẻ 2 đứa nữa em đẻ nổi không? 2 đứa nữa đẻ được không? Đẻ luôn 3. Đẻ luôn 3 đâu. Nuôi nổi không có cái nào đau khổ gì hết. Hay là chào ba mình đâu không nổi. Nhưng mà mình cũng như vậy là cũng muốn lấy vợ chưa? Muốn cái tới đây bị nè. Rồi mà họ sẵn sàng chuẩn bị hết chưa? Dạ. Bây giờ chú lấy vợ ở đâu? Ở nhà riêng của em. Nhà riêng ở đâu? Ở nhà riêng của em con. Là ở chỗ nào? Ở gần Mỹ Tho. Mỹ Tho, nhà ủng luôn. Nhà đó, nhà có mặt tiền ngang 5 mét dài 16 mét. Ờ thì cũng được. Mà giờ nếu mà ở bây giờ về 2 chồng để 4 đứa con người ta có sẵn rồi, để 3 đứa nữa, 2 đứa nữa đi. Rồi có cái phòng nó đất rồi chia ra đủ, có phòng ngủ đủ cho các con. Mấy mình lên lầu đi. À, hiện giờ là chú có lầu, chú có cái chợ thôi. Mấy lên lầu, đúng không? Rồi nếu mà được thì nào cũng cưới được. Sao tháng tuần nào? Chuẩn bị tiền bạc cứ nhỏ rồi, có sẵn hết chưa? Có. Có được rồi, chắc chắn mà. Hoặc là muốn kiếm một người như thế nào? Hòa đồng. Cái kia yêu thương. Cao đừng nhé, 55. Rồi. Rồi. Ngoại hình có yêu cầu gì nữa không? Tóc dài, tóc ngắn. Tóc dài. Tóc dài. Rồi ăn bận sao mà ví dụ như là thích sexy, thích công sở, kín đáo hay là kín đáo. Rồi ví dụ như bạn gái hoặc là vợ mình có xăm mình chút xíu nhỏ được không? Được luôn. Vậy cũng chịu che đó chứ. Rồi người ngủ vợ là vợ tóc ngắn thì sao? Tóc ngắn ngày mốt để dài lên lên lên. Không, người ta đẹp thiệt thà thì thích thì em dễ thương rồi đó. Nhưng mà vợ bằng thiệt nè. Mình làm cái công chuyện của mình đó, cái nghề của mình đó, thu nhập nó ổn định không? Dạ, một tháng rồi không được nhận được khoảng bao nhiêu trung bình á? Trung bình một tháng cũng cỡ 13-14 triệu. Rồi là có nuôi nổi con vợ con không? Thì hai vợ chồng nó có cách nổi. À, hai vợ chồng vợ thì là có lời mình làm phải không? Được. Vợ ra mà đi làm mình đuổi vợ mình đẹp, mình tai nói nghĩa người ta theo đuổi vợ mình được tính sao? Cái đó thì theo người vợ nữa chứ đâu có quá được. Nhưng mà cái công việc của mình làm có nào bị thất nghiệp không? Lúc nào cũng có nhà này xây. Tại vì quen bạn bè, của anh em buộc cũng đến nhà mình luôn á. Chứ nó sang sẻ nhau, lúc người này không có chuyện để mình kia cho. Tôi qua được ạ. Dạ, coi như là lúc nào cũng có chuyện để mình hết. Không đưa thì nốt công việc như thế nào ở trong. À, ổn nghe cũng được. Chứ không thôi, được của cái cũng khó à. Nhưng mà để dành, chứ đừng có để dành không? Tại vì nhiều khi tích cóc phòng cơ, có lúc nhìn việc, có lúc hết việc, rồi mấy cá hết việc, rồi tiền đâu xài. Thấy cũng được nhiều nhưng không hết việc. Nhưng mà có thể dành được cặp nào chưa? Có gì vậy? Nhiều hết rồi. Cũng chút đỉnh. Đỉnh là nhiều. Cũng có thật là có mượn không? Có được hả? Cũng có mượn nợ đâu mà.
tính bạn gái hay sao? Vui vẻ, vui vẻ. Thôi cũng giữ được không? Những người mà giỏi giỏi ra trong chân là bình thường, tao không giữ. Cũng được, cũng được. Cũng mặt thấy hơi sợ sợ. Rồi vẻ đó, đó buôn bán được. Ở bên đảo, buôn bán được. Ví dụ mở shop mỗi tiền đi cho vợ buôn bán nhà được không? Dạ được. Nhà mặt tiền mà phải không? Tiền. Rồi người đi qua đi lại trong nước có không? Sợ lắm đúng không? Rồi, ngon lắm. Rồi, đó là cái thông tin của anh nha. Còn mình thì sao? Tình yêu mình như thế nào nha? À, em thì ly thân thì 8 năm rồi. Chính thức giấy tờ thì 2 năm. Mới ly được 2 năm, thì sao thì 8 năm? Dạ. Nói chung là ở riêng lâu rồi đó, từ 8 năm rồi đó. Rồi, giấy tờ thì cho nó chính xác luôn là 2 năm. Nhưng mà bây giờ sao mà ly hôn vậy em? Nói chung là hai vợ chồng thì nó không có đồng chí hướng. Em thì em có suy nghĩ khác, còn ảnh cũng có suy nghĩ khác. Thì nhiều khi trong cái cuộc sống mà hai người ở chung nhưng mà không có chung một cái quan điểm thì nó cũng khó. Rồi lúc đầu thì cũng có thể nói để mà san sẻ, nhưng mà sau thì nói hoài không được thì im luôn. Và im lặng trong một thời gian ngắn ngắn thì tách riêng ra ở riêng là ly thông á.